tổ chức cho tất cả cán bộ giáo viên nhân viên quý phụ huynh đang hiện diện cùng toàn thể các bé từ biệt cuộc thương khó của Chúa qua nghi thức suy tôn thánh giá. Khi Chúa đã định cho con mình phải chết để cứu độ nhân loại, đó là chết trên thánh giá. Nói khác đi, thánh giá là tư thế kỳ diệu nhất mà khi Chúa đã chọn để hiểu được tình yêu của Ngài. Chúa Giêsu đã lập thể ở thời đại cách đây 2000 năm, thời đại mà người ta có thể ném đá và thắng đi vào thập giá. Thế nhưng việc Chúa Giêsu bị xử tử trên thập giá cũng là một điều gì rõ ràng. Thánh giá là lựa chọn tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa dùng như thế đó để biểu lộ tình của nhân loại. Chúng ta suy tôn thánh giá là vậy. Và giờ đây có thấy là để thay ở đâu có người quy tôn giá, ở đó có bóng dáng thánh giá, ở đâu có chính môi trường như sơn thân yêu của chúng con. Yêu một cách đặc biệt qua việc chúng con được sinh ra và lớn lên trong bàn tay yêu thương chăm sóc vận động của cha mẹ ông bà quý thầy và thầy cô, đó là món quà con xin dâng lên Chúa những lời thân dân sơ tâm cùng đúc cùng chiêm ngắm Chúa chịu đóng đinh thập giá, đường tình mời gọi con tận hiến hy sinh. Nhìn lên thập giá muôn chân lý cho con tìm về, muôn nâng đỡ những ai ê chê đưa người rời xa bên mẹ. Giá này người ơi hãy đến tôn vinh, Chúa con dâng mình chết nhục hình vì yêu nhân thế. Thập tự ngàn năm in hình bóng Giêsu tình yêu, qua đường thập giá đến vinh quang hương phúc bình an. Dấu nhân loại chúng ta, Ngài đã tự hạ bọn trời cao tình mến dâng trao. Chọn cây thập giá là tiếng nói yêu thương ngàn đời, là nỗi kế chung gian đất trời, gieo nguồn sự sống khắp nơi. Ôi thập giá này người ơi hãy đến tôn vinh, Chúa con dâng mình chết nhục hình vì yêu nhân thế. Thập tự ngàn năm in hình bóng Giêsu tình yêu, qua đường thập giá đến vinh quang hương phúc bình an. Ooh.
để nên giống đấng chịu đóng đinh. Thập giá tự tình, chọn đời con nguyện ước chung chi. Vòng tay thập giá đã ôm ấp thân con tội tình, Ngài gánh hết bao nhiêu nhục hình, cho đời con thêm thắm xinh. Ôi thập giá, này người ơi hãy đến tôn vinh, Chúa con dâng mình chết nhục hình vì yêu nhân thế. Con thêm cây
một người vì bạn đó chết treo nhục thân. Những roi đòn, những giằng xé chẳng ai đỡ nỡ. Nếu một ngày tình trần thế níu chân lạc xa, hãy quay về Chúa đang chờ giang tay thứ tha. Tình thầm xa Chúa, tình khăng vào tim, tình say hiến mình. Tình Giê-xu thương nhân loại, tình luôn thăm mộ thứ tha. Tình dạy con thêm cây tin và yêu, tình không bến bờ. Giê-xu từ ái mở lối ân tình cho con phùng sinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.